Chào các bạn, clip thứ hai chúng ta sẽ đi về tính cách chuẩn vân tay, đó là chuẩn vân tay VKE. Và chuẩn vân tay VKE tính chất đại diện đó là lửa khí, có nghĩa là cái người này cũng khá là nóng tính nhưng mà họ sẽ kiểm soát rất là tốt, nhưng mà đến một mức độ nào đó họ nóng lên, họ bộc phát cái cảm xúc mình ra thì nó giống như một cái ngọn lửa là có thể là thiêu rụi tất cả mọi thứ. Và tính cách chuẩn vân tay VKE này thì như thế nào thì chúng ta sẽ đi sâu vào phần bên trong. Người mà sở hữu chuẩn vân tay VKE thì khả năng định hướng và tập trung vào mục tiêu rất là tốt, có nghĩa là người này làm việc cũng có mục tiêu, mục đích rất là rõ ràng, là giỏi trong việc thiết lập mục tiêu này, lập kế hoạch rất là chi tiết, có nghĩa là người này làm việc về chi tiết nó sẽ tốt hơn và đề cao tiêu chuẩn cao, phân tích tỉ mỉ, quan tâm đến chất lượng, sự chính xác và hoàn hảo. Người sở hữu chuẩn vân tay VKE này càng nhiều trong 10 ngón vân tay thì cái người đó nói lên vấn đề là yêu cầu của họ rất là cao. Và cái người nào đó mà làm việc một cái việc gì đó mà hỏi cái người mà sở hữu chuẩn vân tay VKE này là được chưa, có hài lòng chưa, nếu mà cái người này mà nói là được rồi thì sẽ rất là ok, còn chưa được thì chúng ta nên làm lại. Tại vì yêu cầu của người này theo thang điểm là 10 thì chúng ta làm là 10, nhưng mà cái người sở hữu chuẩn này thì nhìn vào cái thang điểm thì hình như nó mới là 8 điểm mà thôi. Và cái người mà sở hữu càng nhiều chuẩn vân tay VKE thì nói lên người đó sẽ rất là kỹ tính, rất là kỹ tính. Và có một cái trường hợp mà khi mà nhân viên chia sẻ về sinh trắc chuẩn vân tay này, một cái người đó là sở hữu là 10 ngón vân tay đều là VKE thì nói chung là nhà cửa của họ rất là gọn gàng, rất là ngăn nắp và rất là sạch sẽ, và một cọng tóc mà rớt xuống thì họ cũng nhìn thấy là cái việc đó là cái nhà nó đã dơ rồi, chứ không phải là nó sạch như là chúng ta nữa. Và ở đây á, người này sẽ có xu hướng là hỏi nhiều và tìm hiểu sâu vào một cái vấn đề mà họ muốn quan tâm, tại vì họ muốn tìm hiểu đây là chất lượng của cái việc cái vấn đề đó nó thật sự là tốt hay không. Về sinh trắc vân tay họ sẽ đặt ra nhiều câu hỏi, và chúng ta sẽ cần nhiều cái tài liệu, những cái tư liệu để cho những cái người này họ tìm hiểu thì họ mới tin vào vấn đề đó nhiều hơn. Và đặc biệt nữa thì người mà sở hữu chuẩn vân tay VKE thì tính kỷ luật và đòi hỏi ở bản thân cao. Có nghĩa là đối với người này họ sẽ rất là quan trọng những cái việc về nề nếp, về khuôn khổ, về giờ giấc. Muốn làm việc những người mà cùng chuẩn vân tay VKE chúng ta phải làm việc theo kế hoạch, và cái việc mà thay đổi kế hoạch thường xuyên liên tục thì cái người mà sở hữu chuẩn vân tay này sẽ không thích. Và một cái nữa họ sẽ rất là quan trọng về giờ giấc và cái việc về đúng giờ đó, chúng ta phải để ý, và luôn nỗ lực trong hành động để chiến thắng, đạt được mục tiêu và không chấp nhận được sự thất bại. Cái câu này nó cũng khá giống với trong tính cách của VKT và VKF, có nghĩa là người sở hữu chuẩn vân tay VKF làm việc có mục tiêu và không chấp nhận được sự thất bại, và họ lập kế hoạch ra để hoàn thành được cái mục tiêu của mình, Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây là người sở hữu càng nhiều chuẩn vân tay VKE thì họ nhìn, khi mà họ nhìn thấy cơ hội á, là họ phân tích rất là nhiều và họ dễ nhìn thấy những cái mặt về hạn chế, về rủi ro nhiều hơn. Và nhân hay ví dụ rằng là nếu mà chúng ta bàn một cái dự án, một cái vấn đề về kinh doanh nào đó cho một cái người bạn của mình, mà cái việc mà người đó nó bàn ra rất là nhiều thì cái người đó chắc chắn sẽ có sở hữu chuẩn vân tay VKE trong người đó. Và làm việc có quy trình, có hệ thống, đề cao tác phong chuyên nghiệp và chỉnh chu, rất quan tâm đến hình ảnh cá nhân, có nghĩa là giống như hồi nãy Nhân nói là cái người sở hữu chuẩn vân tay VKE là làm việc phải theo kế hoạch, phải theo nguyên tắc, phải theo giờ giấc nó như thế nào thì người đó mới làm việc. Còn nếu mà làm việc một cách ngẫu hứng mà cao hứng thì là không cao hứng thì thôi, thì cái người VKE này rất là khó chịu đối với những cái người đó. Và ở đây cái người mà sở hữu chuẩn VKE, VKT, VKS thì cũng nói lên một đề là họ làm việc độc lập tốt hơn, họ tự nghiên cứu, họ tự khám phá và tìm hiểu và tự làm theo những cái suy nghĩ riêng của mình. Và những cái người này sẽ thích làm việc một mình hơn so với là làm việc đồng đội, tại vì họ cái tính cách của họ rất là mau lẹ, đòi hỏi sự mau lẹ từ người khác, quay qua quay lại mà còn đứng thì họ rất là khó chịu, mà làm việc nhóm thì chắc chắn sẽ vấn đề đó, và cái tôi của họ rất là cao. Cái tôi của cái người mà sở hữu chuẩn vân tay với các em cũng rất là cao, mà làm việc nhóm nhiều thì cái sự mà mau lẹ như vậy và góp ý lại thì cái người này sẽ không nghe, thì làm việc nhóm rất là khó. Đây là một cái hạn chế mà chúng ta cần phải khắc phục. Và thường chủ quan, thích tự suy nghĩ, tự hành động, không thích người khác can thiệp vào quá sâu vào công việc của mình, có nghĩa là họ tự thích nghiên cứu, tự khám phá, làm theo cái ý kiến riêng của mình mà thôi. Chúng ta đứng mà hướng dẫn nhiều quá cho một đứa trẻ mà khi mà nó tìm hiểu cái trò chơi mà chúng ta mới được tặng á, mới vừa tặng á, thì đứa bé nó cũng không thích.
nó thích tự đọc hướng dẫn và nó làm theo cái ý nghĩa riêng của nó. Chúng ta phải nhớ cái đặc điểm này, và khi tương tác với người VKE thì chúng ta phải tương tác ngắn gọn. Muốn sao thì chúng ta nói vậy thì họ tự làm và đem cái kết quả về cho mình là được rồi đó. Và người sở hữu chủng vân tay VKE thì cũng rất là khó tin và khó bị thuyết phục. Cái người này thì do đặc tính là yêu cầu cao và tìm hiểu sâu về chất lượng thì cái sự khó tin của họ cũng rất là cao, và đòi hỏi là chúng ta phải có tất cả các tài liệu về sinh trắc vân tay. Khi chúng ta muốn chia sẻ về sinh trắc vân tay cho người sở hữu chủng vân tay VKE này thì chúng ta sẽ cho họ xem được trước các tài liệu đó, rồi sau đó chúng ta sẽ chia sẻ về những cái kiến thức mà chúng ta hiểu về sinh trắc vân tay cho họ, thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Và trường hợp thứ hai mà để mà cái người này tin thì cũng giống như chủng vân tay VKT, VKS, đó là họ nể vào một cái người nào đó. Mà cái việc mà người này nể thì cũng khá là giống, có nghĩa là cái người đó là do cái cách cư xử, cách đối đãi, cái cách về giao tiếp như thế nào đó nó rất là ok, rất là tốt, và làm cho cái người này nể mà thôi và tin theo về vấn đề đó đó. Và cái người này là thích chỉ đạo, thích chỉ đạo mình quyết đoán, là đôi khi cho mình là trung tâm, dẫn đến sự áp đặt từ người khác, ý chí mạnh mẽ và quyết tâm cao. Có nghĩa là người sở hữu chủng vân tay VKE thì có xu hướng là áp đặt người khác làm theo những cái suy nghĩ, những cái quan điểm riêng của mình, và cứ mong muốn người đó làm theo cái ý kiến riêng của mình mà thôi. Mà ví dụ nếu mà trong vợ chồng mà có cái người chồng mà hỏi vợ về vấn đề muốn đưa ra một quyết định nào đó, muốn làm một cái việc gì đó mà hỏi vợ đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng thì vẫn quyết định theo cái suy nghĩ riêng của mình, thì người đó sẽ có sở hữu chủng vân tay này. Tại vì hỏi là hỏi giống như là cho có lệ thôi, nhưng mà đến lúc quyết định thì người đó vẫn quyết định theo cái suy nghĩ riêng của mình. Thì đây là một cái mặt hạn chế rất là lớn trong cái chủng vân tay này. Tại vì cái người này tính cách giỏi, mau lẹ, lãnh đạo được, lập kế hoạch được rất là tốt, nhưng biết đâu có một cái người nào đó trong công việc nó sở hữu một cái chủng vân tay đặc biệt mà nằm ở cái ngón về ý tưởng hoặc là đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề, thì cái người sở hữu chủng vân tay VKE đó là không bằng người kia. Thì đôi khi là nếu chúng ta bảo thủ quá, chúng ta không nghe, thì biết đâu chúng ta phải trả giá rất là lớn. Và sau những lần trả giá như vậy thì họ sẽ rút ra được bài học, thì sau này thì họ mới hoàn thiện được về bản thân đó. Và ở đây là đặc biệt là cái chủng vân tay VKE nó còn có một câu rất là đặc biệt, đó là dễ dàng bị vướng vào khía cạnh giữa lý trí và cảm xúc. Có nghĩa là họ những cái việc mà càng quan trọng liên quan đến tình cảm thì cái người sở hữu chủng vân tay này có khó đưa ra quyết định hơn. Có nghĩa là họ sẽ bị lưỡng lự ở khía cạnh là được và không được, có và mất. Họ bị cứ suy nghĩ, cứ lưỡng lự như vậy mãi thì họ sẽ khó đưa ra quyết định, và thường đưa ra quyết định chậm hơn so với chủng vân tay VKT và VKS. Đây là một cái mặt hạn chế rất là lớn, và có xu hướng lo lắng thái quá. Nếu mà người sở hữu càng nhiều chủng vân tay này thì ngoài cái việc là nhìn thấy cái mặt hạn chế không ra, và họ lo lắng đến một mức độ là họ cảm thấy là tự hù bản thân mình rất là nhiều. Và nhân ví dụ là mình biết ngày nay là đồ ăn thức uống bên ngoài kia nó sẽ không sạch, và cái việc mà chúng ta xem tivi, báo đài cũng đưa rất là nhiều về thuốc này thuốc kia và trộn vào đồ ăn hoặc là xịt thuốc gì đó, thì cái người mà sở hữu chủng này mà càng nhiều 10 ngón, nếu mà sở hữu 10 ngón thì họ sẽ không dám ăn đồ ăn bên ngoài kia mà do người khác nấu. Và họ chỉ tin tưởng bản thân, chính bản thân của mình là nấu ăn và họ ăn mà thôi. Còn một cái người nào nấu khác nấu thì họ sẽ không cảm thấy là an toàn và an tâm lắm đó. Và nghĩ đến những rủi ro tiêu cực, hay hồi hộp, hay lo lắng và thay đổi tâm trạng đột ngột. Và cái người sở hữu chủng vân tay này, nếu mà nói về khía cạnh về tình cảm thì cái người này cũng khá là trung thành. Nhưng mà nếu mà lỡ mà có vấn đề gì xảy ra, ví dụ như là chia tay đi, thì cái người kia đó bên ngoài thì cái người khác sẽ rất là khó biết về cái người này là họ mới vừa chia tay. Nhưng mà cái người này là sẽ khóc rất là nhiều ở trong một cái, ví dụ như trong phòng của họ, ở một cái nơi mà họ ở một mình thôi. Có nghĩa là bên ngoài thì họ cố gắng làm cho thể hiện ra cho người khác thấy mình là người thật sự rất là cá tính mạnh mẽ và họ vượt qua được mọi cái. Nhưng thật sự ra bên trong của họ là họ cảm thấy rất là rối bời và rất là tình cảm. Và cái người sở hữu chủng vân tay này thể hiện tình cảm của họ ra bên ngoài thường là thông qua hành động là chính. Do đó nếu mà chúng ta lỡ thương một cái người mà sở hữu chủng vân tay VKE thì chúng ta phải biết họ thể hiện tình cảm là qua hành động là chính, chứ không phải là qua lời nói, những cái câu nói là em yêu anh hoặc là anh yêu em gì đó. Đó chúng ta phải ý. Và cái người này cũng rất là thẳng tính, rất là nóng tính và đôi khi thì không kiểm soát được. Như lúc đầu Nhân có chia sẻ là cái người này là tính chất đại diện của nó là lửa khí.
Có nghĩa là khi người này nắm, có nghĩa là họ sẽ kiểm soát lại đến một mức độ nào đó, họ không kiểm soát được nữa, thì khi đó họ mới bùng phát ra, thì khi đó là họ giống như một ngọn lửa, là họ có thể thiêu rụi được tất cả mọi cái. Và người mà sở hữu chủng vân tay VKE này, ngoài mặt là kỹ tính, cá tính mạnh ra, làm việc có mục tiêu, mục đích, nhưng mà họ cái hạn chế là họ hay bị lưỡng lự và khó đưa ra quyết định một cách chính xác. Họ nhìn thấy vấn đề mang cái cạnh là rủi ro và mặt hạn chế nhiều hơn, rủi ro hạn chế nhiều hơn. Và cái này là cái hạn chế vô cùng lớn đối với cái người sở hữu chủng vân tay VKE này. Nếu mà chúng ta giảm được cái hạn chế đó thì chúng ta làm việc nó mới dễ thành công hơn. Nếu mà chúng ta không giảm được thì chúng ta nhìn nhận vấn đề, chúng ta thấy cái khó khăn đó là cái đầu tiên đó. Và cái người mà sở hữu chủng vân tay VKE thì cũng nói là người này làm việc bị chi phối về mặt cảm xúc rất nhiều. Do đó khi mà cảm xúc mà cao hứng thì chúng ta cũng không nên hứa hẹn một cái vấn đề gì, và cũng không nên là đặt ra yêu cầu cao quá và mong muốn người khác và làm theo cái yêu cầu của mình, hoặc là áp đặt người khác làm theo cái suy nghĩ và quan điểm riêng của mình. Thì cái đó là cũng những là cái hạn chế chúng ta cũng nên giảm về vấn đề này nếu mà người nào sở hữu chủng vân tay VKE. Nhưng mà đối với những cái người khác mà khi tương tác với người sở hữu chủng vân tay VKE thì chúng ta nên nói chuyện một cách ngắn gọn thôi. Nếu mà kế hoạch chúng ta thay đổi thì chúng ta nên thông báo trước thì nó sẽ hay hơn. Và một cái nữa là cũng tránh cái sự dài dòng khi mà giải thích, khi mà nói chuyện về một cái vấn đề gì đó, tại vì họ rất là thích sự ngắn gọn.